Những cô gái đã qua một lần đổ vỡ thực sự rất đáng để được yêu thương. Có thể trong quá khứ cô ấy đã vội vàng lựa chọn sai người để gửi gắm một cuộc đời của mình. Cũng có thể cô ấy thiếu may mắn khi hạnh phúc không lựa chọn ở lại với cô ấy, dành dài lâu hơn một chút. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng phải chịu đựng những tổn thương mà không phải ai cũng có thể thấu, có thể cảm thông được. Vì vậy, nếu đã tự lựa chọn ở bên một cô gái đã từng đổ vỡ rất nhiều lần hoặc chỉ là một lần, làm ơn hãy kiên định che chở cho cô ấy tới cùng. Niềm tin vơi đi một nửa bất cần nhân lên gấp đôi. Cô ấy đã từng gục ngã một lần rồi thì hãy là chỗ dựa vững chắc và thật vững chắc cho cô ấy an trú suốt cuộc đời và phần đời còn lại. Đến sau hay đến trước không quan trọng, mất gì và còn gì không quan trọng. Người ta có hạnh phúc hay không chỉ cần được quan tâm và bốn chữ tự mình mãn nguyện là được rồi. Chúng mình có thể quên quá khứ được không? Anh chấp nhận mọi thứ thuộc về em, kể cả nỗi buồn của những ngày xưa cũ. Đừng áy náy nữa em, chuyện đã qua cũng xem như là một giấc ngủ. Em đã thức dậy rồi, bên hạnh phúc, bên anh. Anh biết trái tim em có thể sẽ vẫn chưa thể nào lành, nhưng hãy để anh xoa dịu những vết đau đậm sâu người lạnh lùng bỏ lại. Người anh yêu của hiện tại là em. Em xứng đáng được cười, xứng đáng được nâng niu, và em vô cùng xứng đáng được yêu và mãi mãi được yêu.